Xin chào các bạn, mình là Duyên và mình đến từ trường âm nhạc Ada Music. Ngày hôm nay trong video này thì mình sẽ gửi đến các bạn chủ đề làm thế nào để không bị hụt hơi khi hát. Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã trải qua ít nhất một lần trong đời trải nghiệm cái cảm giác mà đang nói hay đang hát đều bị hụt hơi giữa chừng. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau thảo luận về lý do tại sao và tìm các giải pháp khắc phục việc đó nhé. Nói về việc hụt hơi thì nhiều người sẽ nghĩ rằng do lượng hơi mà chúng ta lấy vào quá ít, không đủ xài cho nên sẽ bị hụt. Nhưng thật sự không phải là như thế. Đương nhiên lấy hơi ít cũng là một trong số ít những lý do dẫn đến việc hụt hơi của chúng ta. Nhưng lấy hơi vào ít đó chỉ là một phần nhỏ, chứ không phải là tất cả mọi lỗi lầm đều đổ dồn về việc lấy hơi ít để mà chúng ta bị hụt hơi ha. Từ đó mới dẫn đến một cái sai lầm, đó chính là trong quá trình hát mình lấy hơi quá nhiều. Bởi vì nghĩ mình lấy hơi ít nên mới bị hụt hơi. Các bạn sẽ lấy hơi nhiều hơn mức cần thiết của mình. Điều đó sẽ gây cản trở và gây khó khăn khi hát rất là nhiều ha. Vì thế, cái việc lấy hơi bao nhiêu nó không quan trọng, quan trọng là bạn biết cách xài nó hay không. Lấy hơi vào nhiều là một lẽ, nhưng các bạn phải biết sử dụng triệt để và hiệu quả cái làn hơi đó. Vì vậy, việc mà chúng ta cần làm đó chính là học cách sử dụng làn hơi làm sao cho hiệu quả. Để mà học cách làm sao sử dụng cho hiệu quả thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với các lý do tại sao mà chúng ta lại bị hụt hơi. Sẽ có rất nhiều lý do trong đó lý do đầu tiên đó chính là bạn thiếu đi sự hỗ trợ từ các cơ vùng bụng và cơ hoành. Từ đó khiến cho làn hơi của mình tuy lấy vào rất nhiều nhưng mà nó bị tống ra quá nhanh. Mình sẽ lấy một ví dụ như mình lấy hơi vào ha ha một trong một lần hát, trong một từ thôi mà mình đã tống hết tất cả các lượng hơi của mình có ra ngoài rồi. Vì thế mà khi mà mình lấy vào bao nhiêu nó cũng sẽ không đủ. Thì ở đây cơ hoành và các cơ ở vùng bụng đóng vai trò gì trong việc giữ cho làn hơi tốt hơn? Đó chính là tác dụng nén và duy trì cái lượng hơi luôn luôn lúc nào cũng ở trong người, chứ không phải lúc nào cũng tống ra ngoài. Bạn không cần lấy hơi quá nhiều, nhưng khi bạn lấy hơi vào, bạn phải đảm bảo còn trong người cái lượng hơi đầy đủ để mà duy trì một nốt. Đó chính là nhờ vào cái độ siết của các cơ vùng bụng và cơ hoành. Nó sẽ tạo ra một âm thanh chắc hơn. Đối với lý do thứ hai, đó chính là độ đóng mở của thanh đế. Ở các video trước khi mình nói về giọng falsetto và giọng head voice, mình đã có nói về điểm khác biệt giữa hai loại giọng này, đó chính là độ đóng và mở của thanh đế. Thì ở đây, như các bạn đã xem rồi đó, thì ở giọng falsetto, nó là một cái giọng rất là nhiều hơi. Đúng rồi, khi mà mình phà nhiều hơi ra như vậy thì lượng hơi trong người mình cũng thoát ra rất là nhanh. Nó liên quan đến lại độ đóng mở của thanh đế. Khi mà mình đóng thanh đế lại, lượng hơi còn giữ trong người của chúng ta nhiều hơn so với ha. Vì vậy, việc mà bạn điều khiển thanh đế đóng hay mở cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc giữ hơi trong người của mình. Và lý do cuối cùng đó chính là liên quan về độ lớn của âm thanh bạn tạo ra. Khi bạn phát ra âm thanh lớn, có một trường hợp chắc chắn sẽ xảy ra, đó chính là bạn sẽ bị gồng. Đương nhiên điều này không ai muốn hết. Vì vậy, để tránh gồng trong trường hợp lên cao hoặc là muốn âm thanh lớn hơn, các bạn sẽ phải sử dụng hơi nhiều hơn mức bình thường. Vì vậy hơi thở sẽ đương nhiên sẽ tốn nhiều hơn. Ok, sau đây chúng ta sẽ qua phần bài tập của ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ áp dụng bài tập rung môi để điều tiết hơi thở tốt hơn. Bài tập của chúng ta sẽ có mẫu như sau nha. Các bạn rung môi theo cái âm này giùm mình. Đúng rồi, nhưng lần này mình sẽ nhân 5 lần lên. Sẽ là ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập nha. 2, 3. Tốt, lấy hơi. 3, 4, 5. Ok, tiếp.
tục. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng mình bài tập này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video để mọi người cùng nhau luyện tập bài tập này nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.